10 vật dụng đấu giá điên rồ nhất của các sao. Một chiếc khăn giấy đã dùng toàn nước mắt nước mũi cũng có giá 23 tỷ đồng, một đôi tất, một mẩu bánh, một chiếc răng sâu hay là bã kẹo cao su. Thậm chí cả chiếc toilet của Hitler cũng được giao bán với cái giá mặn chát mà bạn có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được. Vậy thì tại sao những món đồ bình thường này lại có giá khủng như vậy? Hãy khám phá ngay và luôn các bạn nha! Chiếc khăn giấy lau nước mắt của Messi. Một chiếc khăn giấy có giá trị lên tới 1 triệu đô tương đương với 23 tỷ đồng. Bạn có tin được hay không? Nghe thì rất chỉ là hư cấu nhưng lại là một câu chuyện có thật. Và đó chính là chiếc khăn giấy lau nước mắt của Messi, một cầu thủ nổi tiếng. Hẳn bạn còn nhớ trong buổi lễ chia tay những thành viên của Barcelona diễn ra vào ngày 8 tháng 8 năm 2021. Messi đã không kìm được cảm xúc nghẹn ngào của mình mà rơi nước mắt. Vợ của Messi đã đưa một tờ khăn giấy cho chồng của mình. Trước khi anh bắt đầu bài phát biểu, chiếc khăn ấy đã thấm đẫm nước mắt, mồ hôi và nước mũi trong ngày chia tay, nơi mà anh đã cống hiến gần 2 thập kỷ. Thông thường thì khăn giấy khi sử dụng xong sẽ được vứt đi, nhưng chỉ vì nó có liên quan tới Messi và cứ thứ gì liên quan đến Messi thì đều có giá trị cực kỳ là lớn luôn. Và được biết thì người đang sở hữu chiếc khăn giấy này được cho là một nhân viên làm phục vụ trong buổi họp báo. Người này đã nhanh tay nhặt chiếc khăn lau nước mắt của Messi trước khi nó được dọn dẹp đi và anh ta đã giao bán chiếc khăn này trên một mạng giao bán hàng trực tuyến ở Argentina. Và mức giá mà anh ta giao bán cho sản phẩm này đó là 1 triệu đô, tương đương hơn 23 tỷ đồng. Nếu tính xương thì 1 triệu đô này có thể mua được 2 chiếc xe Mercedes Maybach hay có thể sắm được hơn 766 chiếc iPhone Pro Max. Và có thể thấy rằng một vật dụng bình thường rẻ bèo như khăn giấy khi mà gắn mác Messi hay bất kỳ siêu sao bóng đá nào cũng trở thành món hàng đắt giá. Đây không phải lần đầu, người ta cũng giao bán các vật dụng của các cầu thủ với giá trên trời. Cristiano chắc hẳn là người thấm thía điều này nhất. Anh có lẽ là người có nhiều món đồ được đem đi bán đấu giá nhất là bóng đá. Trong một trận đấu thì có một phút nóng giận, Cristiano Ronaldo đã ném chiếc băng đội trưởng của mình xuống đất vì bị từ chối một bàn thắng hợp lệ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Và trong lúc tất cả xôn xao bàn luận về hành vi của Ronaldo thì chiếc băng đã được một nhân viên của sân nhặt lại và mang quyên góp cho quỹ từ thiện Together for Life. Quỹ từ thiện này đã tổ chức bán đấu giá trực tuyến vật phẩm này để ủng hộ một cậu bé 6 tháng tuổi sắp phải phẫu thuật vì bệnh teo cơ tủy sống. Và phiên đấu giá diễn ra trong 3 ngày. Together for Life hy vọng sẽ thu về 2,5 triệu euro để cứu cậu bé Gavin. Và sau khi biết được tin này thì Ronaldo đã gửi một chiếc áo đấu kèm chữ ký của mình, cũng giống như là một món quà để truyền thêm động lực cho cậu bé. Và chiếc áo đặc biệt cũng được đưa lên sàn đấu, giá khởi điểm cho nó là khoảng 236 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được vẫn sẽ được dùng để chữa trị cho cậu bé này. Đấu giá chiếc băng đội trưởng thì cũng là điều bình thường bởi vì ít ra nó cũng được tái sử dụng, nhưng đấu giá một cục gạch thì đúng là quá sức tưởng tượng của chúng ta luôn. Tại một phiên đấu giá vào năm 2014, một viên gạch từ ngôi nhà cũ của CR7 được hét với cái giá 95 euro, tương đương với 3 triệu đồng. Cụ thể, viên gạch cũ này được một nhiếp ảnh gia người Ba Lan nhặt về từ căn nhà cũ của Ronaldo ở trên hòn đảo Mariana. Và không chỉ có gạch, mà đến miếng cỏ có liên quan đến CR7 cũng có thể được đem đi bán với giá trên trời. Và cụ thể là trong trận lượt đi vòng loại Euro 2012 gặp đội tuyển Bosnia, Ronaldo đã rất khó khăn trong khâu ghi bàn, không chỉ bị các cổ động viên nước chủ nhà chào đón với thái độ thù nghịch như là những hành động hô vang tên Messi khi Ronaldo xuất hiện. Ronaldo còn phải chật vật thi đấu trên mặt sân lầy lội và đáng chú ý là ở trong một tình huống tấn công có thể dẫn tới bàn thắng, Ronaldo đã bỏ lỡ do bị vấp ngã vì vướng vào một mảng cỏ trên sân đấu. Trong khi Ronaldo tỏ ra rất bực tức sau tình huống này, thậm chí còn đánh cả cỏ, thì các cổ động viên Bosnia lại hết sức vui mừng vì mảng cỏ này đã giúp đội bóng của họ vừa thoát khỏi một bàn thua. Ngay sau trận đấu, mảng cỏ này đã được xới lên để đem bán đấu giá trên mạng Internet với giá là 4.000 euro, tương đương 99.457.614 triệu đồng. Vậy thì trong những món đồ đấu giá trên thì bạn ấn tượng nhất với món đồ nào? Hãy để lại comment ngay xuống phía bên dưới các bạn nha! Bệ ngồi toilet của Hitler. Chùm phát xít gây ra những cuộc chiến tranh tàn khốc, Hitler và những câu chuyện liên quan đến Hitler luôn được rất nhiều người quan tâm, cũng như những nhân vật khét tiếng khác. Những thứ Hitler từng sở hữu hoặc có liên quan đến ông này cũng được săn lùng bởi giới nhà sưu tầm trên khắp thế giới. Vào cuối Thế chiến thứ hai, khi mà Hitler đang sống tại hầm ngầm ở thủ đô Berlin của nước Đức, vào tháng 4 năm 1945, chùm phát xít đã tự sát. Và sau khi Hitler chết, rất nhiều đồ đạc và đồ dùng liên quan đến người này đã được một số cá nhân thu thập và đem đi bán đấu giá. Một người lính Mỹ có tên là Brooch đã được cấp trên cho phép có thể lấy bất cứ thứ gì trong căn nhà của Hitler vào năm 1945. Căn nhà này bị thiệt hại khá nghiêm trọng bởi các cuộc ném bom, trong khi những người đồng đội của mình chọn lấy tất cả các đồ vật cá nhân, ví dụ như là bút ký, lược chải tóc, cốc, dao cạo râu, thì Brooch lại khác biệt. Ông bê nguyên cái bệ toilet của Hitler về, và thấy vậy các đồng đội của ông trêu đùa rằng trong rất nhiều thứ ở đây tại sao lại đi lấy cái bệ xí và làm gì cho nó bốc mùi? Và Brooch đã trả lời, thế các cậu không nghĩ rằng Hitler đã lên kế hoạch tấn công cả thế giới trong lúc đang đặt mông lên cái bệ này à? Và sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, ông này đã mang món đồ trên về cất trong tầng hầm của ngôi nhà mình. Và mãi sau này chiếc bệ được đem bán đấu giá và số tiền thu lại được đó là 25.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 575 triệu đồng. Mẩu bánh thừa của Niall Horan. Niall Horan là một trong 5 cựu thành viên của ban nhạc nổi tiếng One Direction. Ban nhạc đã từng làm chao đảo thị trường âm nhạc thế giới bằng những bản hit. Có lẽ cũng vì sự nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng của mình trong thị trường giải trí thế giới, nên bất kỳ thứ gì liên quan đến các thành viên của One Direction đều được săn lùng khắp nơi. Và câu chuyện về mẩu bánh thừa của Niall Horan cũng là một trong những thứ đó. Khi anh chàng tham gia một chương trình truyền hình của Úc, anh đã bị ép buộc phải ăn hết một chiếc bánh mì. Đây là một loại bánh mì truyền thống của Úc, có mùi vị vô cùng khó chịu. Chịu thua trước thử thách này, Horan chỉ ăn được hết một nửa chiếc bánh đó thôi và đã bỏ lại một nửa, và câu chuyện cũng bắt đầu từ đây. Ngay sau đó, một nửa chiếc bánh mì này đã được giao bán trên eBay với mức giá xương xương lên tới 65.000 bảng Anh, tương đương với khoảng hơn 2 tỷ Việt Nam đồng. Và được biết rằng lượng khách tham gia đấu giá rất đông, mà phần lớn là hội những cô gái tuổi teen. Chiếc răng sâu của John Lennon. Thông thường khi phát hiện mình có một chiếc răng sâu thì các bạn sẽ làm gì? Đi hàn lại, nhổ bỏ rồi quăng đi, thường sẽ là như vậy. Còn đối với John Lennon thì ông đã tặng chiếc răng sâu cho người quản gia của mình. Nhưng mấu chốt của vấn đề là chiếc răng của John Lennon, người là thủ lĩnh sáng lập nên ban nhạc The Beatles. Đây là một ban nhạc rất là nổi tiếng. Cũng chính vì có quá nhiều fan hâm mộ nên mọi người đều mong muốn có cơ hội được sở hữu một trong số kỷ vật nào đó liên quan tới nhóm nhạc này. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2011, trong một buổi bán đấu giá tại Alberta, Canada, do con trai của người quản gia tổ chức, kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận chiếc răng của John Lennon là chiếc răng đắt giá nhất trên thế giới. Và người mua chiếc răng này là một người nha sĩ Canada, đã mua với giá 31.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 716 triệu Việt Nam đồng. Tóc cháy của Michael Jackson. Michael Jackson là một ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công nổi tiếng người Mỹ với hàng loạt các bài hit đẻ đời và được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop. Mặc dù đã qua đời vào năm 2009 và để lại niềm tiếc thương vô cùng trong lòng người hâm mộ, nhưng những vật phẩm liên quan đến ông cũng rất chi là có giá trị. Ví dụ đơn giản đó là sợi tóc của ông. Vào năm 1984, mái tóc của Michael Jackson đã từng bị bén lửa trong khi ông đang quay video clip quảng cáo cho Pepsi tại sân khấu Shrine của Los Angeles. Ông Rafael Cohen, nhà sản xuất video clip quảng cáo này, là người đầu tiên tiếp cận với Michael Jackson khi mà mái tóc của ông bắt lửa. Người đàn ông này đã nhanh chóng mau lẹ dùng chiếc áo vest nhãn hiệu Armani của mình, sau đó đã dùng để phủ lên đầu Michael Jackson nhằm giúp anh dập lửa. Trong khi mọi người vội vàng đưa Michael Jackson đến bệnh viện để cấp cứu, thì người đàn ông vừa rồi đã thu gom toàn bộ số tóc bị cháy của ông vua nhạc pop và giữ chúng tới khi ông quyết định đem ra đấu giá. Giá trị của những sợi tóc này đã tăng lên gấp 2 lần sau khi ông vua nhạc pop đột ngột qua đời vào năm 2009. Không chỉ có tóc mà đôi tất của ông vua nhạc pop Michael Jackson cũng được đem ra bán đấu giá. Đương nhiên giá của đôi tất đặc biệt này sẽ không hề rẻ. Mọi người ước tính rằng đôi tất sẽ đạt đến mức lên giá tới 2 triệu đô, tương đương 46,5 tỷ đồng. Và tất nhiên với cái giá đó thì đây cũng không phải là đôi tất bình thường. Được biết thì đôi tất này được đính rất nhiều pha lê và được thiết kế riêng cho Michael Jackson khi mà trình diễn điệu nhảy Moonwalk. Đây là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất và gắn liền với tên tuổi của ông. Ngoài ra thì đôi găng tay spandex trắng mà Michael Jackson thường sử dụng trong suốt thập niên 1980 cũng được đem ra đấu giá. Mặc dù chiếc găng có một số chỗ đã hơi ngả màu và vài đường chỉ bị lung lay, tuy nhiên chính những chi tiết này càng tăng giá trị khi mà chúng biểu tượng cho một thời kỳ huy hoàng của ông vua nhạc pop. Giày của Michael Jordan đã được bán đấu giá hơn nửa triệu đô. Trong giới bóng rổ nói riêng và toàn thế giới nói chung, mỗi khi nhắc đến Michael Jordan, hẳn ai cũng sẽ biết đến sự đỉnh cao trong sự nghiệp bóng rổ và kinh doanh của huyền thoại người Mỹ gốc Phi này. Và tiếng vang của Michael Jordan đều là điều không thể bàn cãi. Chính vì thế mà những vật phẩm liên quan đến anh cũng rất là giá trị. Và đặc biệt là các chuyên gia cho rằng vật phẩm của cầu thủ bóng rổ sinh năm 1963 còn tăng lên sau khi mà ông tham gia bộ phim tài liệu The Last Dance của ESPN. Và nhờ bộ phim này, người hâm mộ biết đến Michael từng muốn hợp tác với Adidas hơn là Nike. Sau bộ phim đó thì nhiều người đã không ngần ngại chi số tiền lớn để sở hữu những món đồ liên quan đến anh, và đặc biệt là một bản sao hợp đồng giữa Michael và Chicago Bulls. Nó đã được bán giá 57.068 đô, tương đương với 1.322.001.000 đồng. Một nhà phân tích kinh doanh thể thao cho rằng thị trường mua bán thật là điên rồ khi mà có người bỏ ra hơn 57.000 đô chỉ để sở hữu một bản copy không dấu của hợp đồng này. Tuy nhiên, món đồ của Michael Jordan được bán đấu giá cao nhất là 2 đôi giày ông từng đi, và xin mời các bạn chiêm ngưỡng 2 đôi giày này. Giao bán một đất nước. Thường thì chúng ta thấy người ta chỉ bán đấu giá những đồ vật có thể nhìn thấy, cầm nắm được và có giấy tờ sở hữu đàng hoàng, chứ chưa thấy ai lại bán những thứ mà không biết trưng bày kiểu gì, vận chuyển ra sao và quan trọng là không chứng minh được quyền sở hữu. Ấy thế mà một thanh niên người Úc lại dám làm điều này, và nạn nhân chính là đất nước láng giềng New Zealand. Cụ thể là vào tháng 5 năm 2006, anh chàng này đã đăng bán đấu giá đất nước New Zealand trên trang đấu giá điện tử eBay với giá khởi điểm đó là 1 xu. Một cái giá vô cùng rẻ mạt, nhưng mà thật bất ngờ là sau 6.000 lượt truy cập và 22 lần nâng giá, New Zealand đã được trả giá lên tới 2.200 đô la Mỹ trước khi ban quản trị eBay gỡ bỏ cuộc đấu giá này với những lời tuyên bố rằng New Zealand không phải để bán. Mặc dù đây rõ ràng là một trò đùa, nhưng Ngoại trưởng New Zealand lúc đó đã hết sức bực bội. Ông nói rằng tôi không nghĩ đây là một trò đùa mà là một hành động ngu xuẩn. Nhưng rất may là thanh niên này đã không bị bế lên phường uống nước chè, và bài học cho mọi người là thứ gì của mình thì mới có quyền được bán, và cũng đừng có mà chơi cái trò dại dột như anh thanh niên này.